chạy ra khói nhưng mà vẫn rất là lễ nghề. Tiếng tim nha. Trời ơi, bác ơi, nửa hạt vừng. Đúng rồi. Chắc máy không lấy được đâu ha mọi người. Nó quá bé. Em không biết nha, tại vì em với là chồng em gây lộn rất là nhiều. Tôi vừa mới cưới được 2 tuần mà bác sĩ nói thai vợ tôi 4 tuần vậy, cái thai đó ở đâu? Em vừa thấy anh camera ở đâu đi nè. Mình cũng bất ngờ lắm, có thèm xài được trưởng. Đó là cảm giác khoái chí nhất. Đúng. Khi mà mang thai mọi người ơi, thực sự rất là thiêng liêng. Ủa, con mình nó đang chạy bộ trong đó ha mọi người, sao nó nhanh quá vậy? Thưa chú mọi người, mới tuần này thôi mà khóc tay khóc chân đã bắt đầu phát triển. Wow. Rồi. Bây giờ sẽ là cuộc đấu tranh giữa một mẹ bầu thực chiến và một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm. Cái này là tuần thứ 3. Cái này là tuần thứ 5, 6. Cái này là tuần thứ. Sao mà rối quá vậy? Mỗi một cái app, mỗi một cái trang thì nói mỗi cái khác nhau, không có nhớ và không có hiểu gì hết trơn á. Cái gì mà rối lắm á. Vì sao con rối? Sự xuất hiện của bác làm con rối hơn. Thật sự là em rất là rối. Vì sao không? Đây là một cái dĩa hạt có rất là nhiều cái kích cỡ khác nhau. Em tìm hiểu á, thì cái phôi thai của mình qua từng tuần á, thì nó sẽ có những cái kích cỡ bằng so sánh với là các loại hạt. Nhưng mà em tìm hiểu thì mỗi một trang nó nói một kiểu, và mình không thể nào mà mình biết được là cái chính xác là nó sẽ như thế nào. Nên ngày hôm nay em nhất quyết là phải mời bác ra quán cà phê để uống sinh tố cùng với em, để có thể chia sẻ tất tần tật những thông tin của các kỳ Tam Cá Nguyệt, để có thể giải bày cho em những cái thắc mắc. Tại vì em nghĩ là tất cả các mẹ bầu cũng sẽ thắc mắc giống như em. Đúng rồi, thưa quý vị, thì giống như Minh Hằng và các mẹ bầu á, thì thường khi mà chúng ta mà tìm hiểu những kiến thức trên các cái trang web thì đôi khi những trang web mỗi một cái trang nó sẽ nói khác nhau. Thật sự ra thì chúng ta biết rằng là không, trong y khoa nó không có cái gì là nó hoàn hảo 100% cả, mà nó sẽ có những cái dao động. Có thể là tại thời điểm này nó cái điều này là đúng, có thể tại thời điểm kia cái điều đó là sai. Nên chúng ta cần phải có những cái nguồn thông tin chính thống từ những cái người bác sĩ thăm khám cho mình, để hiểu được cái cơ thể của mình, hiểu được những cái vấn đề cụ thể của mình, thì chúng ta sẽ đỡ rối hơn là chúng ta đi tìm trên các cái trang web. Yeah, chính xác. Xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại với series podcast Mầm Sống Nảy Sinh. Cái hành trình mang thai là một hành trình rất là hạnh phúc nhưng mà cũng đầy thử thách. Và để cho cái niềm hạnh phúc được làm mẹ một cách toàn diện và cũng như là chuẩn bị rất là nhiều kiến thức cho cái cột mốc quan trọng đó là vừa cạn, và có rất là nhiều thứ là mình sẽ phải tìm hiểu. Chính vì thế là cái điều quan trọng nhất là mẹ bầu cần phải nhận biết những sự thay đổi của cơ thể mình qua từng tam cá nguyệt. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng Minh Hằng cũng như là bác sĩ Hiền, bác sĩ khói lửa sẽ chia sẻ tất tần tật những cái thông tin của kỳ tam cá nguyệt thứ nhất, là xem cái bé yêu của mình phát triển qua từng giai đoạn, qua từng kỳ như thế nào, qua từng tuần như thế nào, và mẹ bầu cần có những lưu ý gì, chuẩn bị gì để chúng ta không khỏi bỡ ngỡ. Và không biết là mọi người còn nhớ bác sĩ khói lửa hay không ạ? À? Và để giải thích tại sao mà bác sĩ Hiền rất là thích cái nickname này, biệt danh này, có nghĩa là chạy ra khói nhưng mà vẫn rất là lễ nghề. Cảm ơn Minh Hằng, cảm ơn quý vị đã dành những cái yêu thương với lại bác sĩ Hiền. Dạ. Bây giờ thì em có một câu hỏi rất là thắc mắc, tại vì em là tấm chiếu mới, thì tại sao mọi người lại đặt là các kỳ tam cá nguyệt thứ nhất, tam cá nguyệt thứ hai và tam cá nguyệt thứ ba? Bác có thể giải thích cho tất cả mẹ bầu được không ạ? Vâng, thưa quý vị, cái ông bà chúng ta hay nói là khi mang thai là 9 tháng 10 ngày. Yeah. Thế nhưng mà trong y khoa của chúng ta thì chúng ta muốn cái sự chính xác nhất, nên thành ra là không có nói tháng, mà bởi vì có tháng 28, 29, 30, 31 ngày nữa, nên nói tháng thì mình không biết là bao nhiêu chính xác. Nên trong y khoa chúng tôi sẽ tính là tuần, 40 tuần. Thì chúng ta cũng hiểu là cứ 13 tuần liên tiếp thì nó sẽ là 3 tháng, nên là 9 tháng 10 ngày sẽ tương đương với lại 40 tuần. Và 40 tuần đó được tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng, chứ không phải là tính từ ngày đầu của cái thụ thai. Ví dụ như là tam cá nguyệt thứ nhất được tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng cho đến 13 tuần cộng 6 ngày.
Và ở cái giai đoạn này á, thì chúng ta thấy rằng là nó là cái giai đoạn phôi và cái sự hình thành của các cơ quan, nên em bé rất tí xíu thôi. Thì ở cái giai đoạn này thì nó giai đoạn rất nhạy cảm và rất dễ bị sảy thai hay là những cái bất trắc trong thai kỳ. Và giai đoạn này người mẹ dùng thuốc hay là ăn uống gì cũng rất là cẩn trọng, bởi vì nó rất là dễ bị những cái tác động gây ra những cái dị tật cho thai nhi bởi những yếu tố môi trường bên ngoài hoặc là những yếu tố tác động lên trên cơ thể người mẹ, ví dụ như là chụp x-quang hay là dùng thuốc. Rồi cái giai đoạn thứ hai là tam cá nguyệt thứ hai, được tính là từ tuần lễ thứ 14 cho đến tuần lễ thứ 27, tuần 6 ngày. Thì ở cái giai đoạn này đó là cái giai đoạn mà em bé nó bắt đầu nó phát triển, phát triển và chúng ta thấy người mẹ bắt đầu tăng cân. Và cái giai đoạn này á, là một cái giai đoạn lý tưởng để chúng ta có thể khảo sát về hình thái học, có nghĩa rằng là người ta có thể phát hiện được những cái bất thường về hình thể bên ngoài của em bé, ví dụ như là thừa ngón thiếu ngón, ví dụ như là sức môi trẻ vòm, ví dụ như là bệnh tim, vân vân. Thì ở cái giai đoạn tam cá nguyệt thứ hai này là cái giai đoạn tốt cho cái chuyện là khảo sát đó. Và ở cái giai đoạn thứ ba, gọi là tam cá nguyệt thứ ba, là từ 28 tuần cho đến 40 tuần. Thì ở giai đoạn này tại sao người ta lại chia gom lại? Bởi vì ở cái giai đoạn này nếu như người mẹ có thể sanh vì một cái yếu tố nào đó mà sanh sớm, sanh thì đúng rồi, thì người ta sẽ vẫn nuôi em bé tốt. Nên á, là ở tam cá nguyệt này á, là đối với lại các bác sĩ mà dưỡng thai mà đến cái giai đoạn tam cá nguyệt thứ ba thì bác sĩ rất là yên tâm. Bởi vì giai đoạn này nếu mà lỡ phải sanh thì vẫn có thể nuôi tốt. Giai đoạn này nếu em bé ra người ta gọi là sanh non, chứ người ta không gọi là sảy thai như ở tam cá nguyệt thứ nhất và tam cá nguyệt thứ hai, thì người ta gọi là sảy thai. Wow, rất là nhiều thông tin bổ ích đúng không tất cả mọi người? Dạ, luôn luôn đúng khi mà mời bác sĩ Hiền tới. Luôn là một cái điểm tựa rất là vững chắc cho Minh Hằng. Và Minh Hằng tin chắc là khi mà tất cả mọi người cùng vào trang Minh Hằng Official để có thể tìm hiểu tất cả những cái thông tin đó cùng với Minh Hằng và bác Hiền. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn đi bác. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn từ tuần thứ mấy bác? Thế nếu như mà hồi nãy bác Hiền có nói rằng là tính trong y khoa là tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối, nên chúng ta gom lại 4 tuần lễ đầu tiên và thành một đi. Tại vì lúc đó nó còn quá bé. Đúng rồi. Đúng không bác? Tại vì em nhớ là khi mà mình đưa phôi vào thì không có cảm giác gì cả. Mình đưa phôi sống vào luôn mà mình cảm thấy là mình không có bị cảm giác đau đớn gì hết. Đúng. Thế thì em xin mạnh dạn đoán tuần đầu tiên của chúng ta sẽ là hạt gạo. Em thấy hạt gạo nhỏ nhất rồi. Không, hạt gạo là hơi to đó Minh Hằng. Bác Hiền nghĩ rằng là nó nhỏ hơn nữa. Có thể đoán ra được hạt gì không? Nhỏ hơn nữa ha. Nhỏ hơn nữa, nhỏ hơn nữa, nhỏ hơn nữa. Cái gì? Cái hạt é. Hạt é cũng có thể đúng đó. Nhưng mà là thường thì nó sẽ ở cái giai đoạn 4 tuần đầu nó sẽ bằng nửa cái hạt vừng thôi. Để em tìm nha, tìm hạt vừng nha. Hình như trong đây có hạt vừng nè. Để em tìm nha. Trời ơi bác ơi, nửa hạt vừng. Đúng rồi. Này chắc máy không lấy được đâu ha mọi người. Này nó quá bé. Đó là trên tay của Minh Hằng đó là nguyên một cái hạt vừng. Đó. Còn cái này là chỉ có nửa hạt vừng thôi. Chính xác. À, chính vì lý do như vậy thì mới dùng kính hiển vi để mà đưa phôi vào. Có thể rồi em quên quá. Thôi thế mẹ bầu mới có mấy tháng trời mà như là não đã bị mất đi. Rất là nhiều. Wow. Chỉ có nửa hạt vừng thôi mọi người ơi. Đúng. Thì cái lúc mà Minh Hằng mà chuyển phôi vào á, là cái phôi đó là ngày 5. Phôi ngày 5 thì người ta sẽ chuyển cái phôi vào. Thì nếu mà nhìn bằng mắt thường á, thì đôi khi nhìn không thấy. Mà bác sĩ sẽ dùng kính hiển vi, người ta đưa trong cái môi trường nuôi cấy. Và người ta sẽ dùng một cái ống pipette á, người ta hút cái phôi đó. Rồi xong người ta đưa vô qua cái kính hiển vi và người ta phóng đại lên. Và lúc đó là Minh Hằng có thể nhìn thấy được trên tivi và lên trên cái màn hình á. Đúng rồi, bởi vì em nhìn trên tivi mình em thấy là bằng to hạt gạo. À đó, là tại vì phóng đại lên rồi. Lúc mà chuyển phôi là 2 tuần đó. Minh Hằng biết tại sao người ta tính 2 tuần không? Em không biết nha, tại vì em với là chồng em gây lộn rất là nhiều. Tại vì á, thực sự là tụi em biết là cái nhớ là cái ngày mình đưa phôi vào cơ thể. Thì em chỉ tính được cái ngày là ok, tính được ngày đưa phôi vào thì mình tính tuổi thai. Sau đó thì khi mà em đi siêu âm thì bác nói là em được ví dụ là 6 tuần hoặc là 5 tuần gì đấy. Ông cãi em ấy, không đúng. Tại vì tôi đã nói cho cái ngày mà đưa phôi thai như vậy nè, là phôi là con của mình chưa được như vậy đâu. Là không đúng, bà tính sai rồi.
Đó, thì qua cái câu chuyện của Minh Hằng chúng ta sẽ dừng lại đây để cắt nghĩa. Bởi vì là tôi biết rằng là rất nhiều cặp vợ chồng xích mích và thậm chí có những cái cặp vợ chồng đưa đến ly hôn vì cái chuyện này nè. Đó, trong y khoa thì chúng ta sẽ tính cái tuần tuổi thai là người ta tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng. Nên là người ta không có tính từ ngày thụ thai. Và chúng ta biết rằng là khi mà trứng rụng á, khi mà trong cái thai kỳ tự nhiên á, thì khi mà trứng rụng là ở giữa chu kỳ kinh. Tôi lấy ví dụ như chu kỳ của cái người này là 28 ngày đi, thì cái ngày rụng trứng đó là ngày thứ 14. Thì khi đó chẳng hạn như là quan hệ đúng vào cái ngày 14 đi, thì chẳng hạn tới khi mà trễ kinh, bắt đầu trễ kinh á, là thai đã được 4 tuần. Nhưng nếu như các bạn tính á, thì các bạn chỉ tính á, ủa sao tôi mới có 2 tuần à? À, và rất là nhiều cặp vợ chồng, các ông chồng đến gặp bác sĩ nói bác sĩ ơi, tôi vừa mới cưới được 2 tuần mà bác sĩ nói thai vợ tôi 4 tuần vậy, cái thai đó ở đâu? Đó, nên qua cái câu chuyện của Minh Hằng thì chúng ta cũng phải cắt nghĩa chuyện này để chúng ta hiểu ha. Nên các ông chồng hiểu về cái chuyện này để đừng có thắc mắc là tại sao mà tôi vừa mới cưới được có 2 tuần mà bác sĩ nói tôi là thai 4 tuần ha. Em vừa thấy anh camera gật đầu đi nè. Chắc là gặp tình huống tương tự ha. Chắc là cũng sẽ gặp tình huống tương tự rồi, nên là bây giờ mới hiểu cho các phụ nữ. Đấy, mọi người thấy không? Tại vì trong y khoa y học, nếu như mà mình không phải là những người có chuyên môn trong lĩnh vực thì rất là khó để có thể mà biết được cái tuổi thai và từng tuần thai. Đúng là khi mà mình tìm hiểu thì mình mới biết rằng nó là như thế. Vâng, thưa quý vị, thì đó là 4 tuần đầu tiên. Thì ở cái giai đoạn này thì các mẹ thường là đôi khi không biết mình có bầu nữa, tại vì chẳng có triệu chứng gì và cũng chưa có trễ kinh nữa. Thì không biết rằng là cụ thể Minh Hằng thì là một cái thai IVF thì nó khác không? Dạ khác chứ bác. Tại vì em biết là em sẽ chuẩn bị mang thai, nên đầu tiên là mình sẽ làm rất là nhiều cái xét nghiệm, rồi tiêm vaccine, và kể cả là em đã bổ sung acid folic trước đó là khoảng tầm từ 2 đến 3 tháng, kể cả cho chồng của em luôn, để mà tránh dị tật thai nhi. Đúng rồi. Đó, thì các mẹ bầu mà nếu như mà không có biết trước là mình sẽ mang thai, thì em nghĩ là nếu như mà mình lỡ mình không có tiêm vaccine thì sẽ như thế nào bác? Thường á thì đối với những cái thai kỳ mà tự nhiên á thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở giai đoạn này không có triệu chứng gì cả. Nhưng mà đối với lại thai mà thụ tinh ống nghiệm giống như Minh Hằng thì các bác sĩ sẽ cho cái nội tiết rất là nhiều. Nên các cái triệu chứng giống như ngén thì nó sẽ xuất hiện sớm hơn, tại vì do nội tiết bổ sung từ bên ngoài. Nên Minh Hằng sẽ thấy rằng là hơi úp mấp chút xíu, đúng, cần chút xíu, rồi, buồn nôn bụng. Đó thì đôi khi có những cái triệu chứng giống như là ngén. Thì ở cái giai đoạn này chúng ta nên là uống nhiều nước nè, đặc biệt là những cái nước điện giải, để giúp cho giảm được những cái triệu chứng khó chịu và giảm tình trạng là một phù nề. Đối với lại cái thai kỳ tự nhiên thì đôi khi có một số bạn mà không có cái sự chuẩn bị trước mà chưa có tiêm ngừa thì các bạn cũng không có gì lo lắng cả. Thì chúng ta có thể đi khám và xét nghiệm. Đôi khi những cái người mà chúng ta không có chích ngừa mà vẫn có thể có kháng thể tự nhiên thì cũng không sao cả. Còn nếu như chúng ta chưa có cái kháng thể thì chúng ta tùy vào cái tình trạng cụ thể thì bác sĩ sẽ cho chúng ta chích ngừa trong thai kỳ ở những cái giai đoạn nào và những cái vaccine nào cần phải chích ngừa. Thì hy vọng là có một cái buổi nào đó cùng với Minh Hằng nói về cái chủ đề này riêng. Dạ, nên là các mẹ bầu cũng yên tâm nha. Mọi thứ thì bác sĩ đều có thể linh hoạt được hết. Chúng ta chỉ cần nghe theo sự chỉ dẫn của bác sĩ của mình thôi, để có thể mà mang đến những điều tốt nhất. Em mạnh dạn đoán là sẽ bằng hạt vừng. Tại vì hồi nãy là nửa hạt vừng thì bây giờ sẽ là một hạt vừng, đúng không bác? Vâng, đúng rồi. Thì ở cái giai đoạn mà tuần thứ 5 thì chúng ta sẽ thấy rằng là lúc này á là nó sẽ bằng hạt vừng và nó sẽ vùi xuống dưới cái niêm mạc tử cung để nó làm tổ và bắt đầu nó sẽ mọc rễ y như là chúng hạt mầm mà nó gieo vô mảnh đất tơi xốp như vậy á. Thì những cái rễ đó chính là những cái mạch máu để tạo thành cái bánh nhau. Và lúc này nếu như chúng ta đi siêu âm thì bác sĩ sẽ phát hiện ra được cái thai nhi qua cái siêu âm. Thì Minh Hằng có nhớ là lúc mà thai 4 tuần á, tức là sau khi chuyển phôi 2 tuần thì bác sĩ Hiền có cho Minh Hằng làm cái xét nghiệm chứ còn chưa cho siêu âm. Bởi vì siêu âm ở giai đoạn này cũng chả thấy gì cả. Và đến 5 tuần thì chúng ta sẽ siêu âm thì chúng ta sẽ thấy được cái túi thai tròn tròn ở trong cái tử cung và có cái túi nhỏ ở bên trong nữa gọi là túi noãn hoàng. Nhưng mà ở giai đoạn này siêu âm sẽ chưa thấy phôi nha, chưa thấy phôi, chưa thấy tim phôi, nên các mẹ yên tâm nếu như mà thai 5 tuần mà siêu âm chưa thấy phôi thì những cái tuần sau sẽ thấy. Dạ.
ở tuần này thì em đã có trải nghiệm rồi, ở tuần này thì em nhớ là mình được xét nghiệm máu để đo độ beta HCG. Đúng rồi. Và lúc đó em rất là mong cầu là mình cái độ beta nó càng cao thì cái xác suất của mình là sẽ được mang song thai. Nhưng lúc đó thì mình biết được rằng là cái thời điểm đó đó là cái thời điểm mình biết được là mình có một hay có hai. Là cái thời điểm đó mình Hằng biết. Hằng đang chia sẻ về góc độ của một người làm IVF là thụ tinh trong ống nghiệm. Thì lúc đó thì vì mình phải luôn luôn bổ sung nội tiết tố và cũng như là uống thuốc nhiều hơn những mẹ bầu mang thai bình thường, nên là mình sẽ luôn luôn có cảm giác là sình bụng, rất là sình bụng, rồi hơi lả người một chút xíu, rồi cũng buồn ngủ. Nhưng mà nghe được cái sự tư vấn của bác thì mình sẽ ăn rất là nhiều rau xanh, uống nhiều nước và cũng như là ăn uống một cách khoa học, healthy, không có cần phải ăn quá nhiều, là bụng của mình nó cũng sẽ không bị sình và nó cũng không có bị táo bón. Minh Hằng cũng cũng hay hỏi mọi người là nếu như mình lỡ khi mà mình có ói, có nghén thì sẽ như thế nào. Nhưng may mắn quá em không nói gì cả. Nhưng mà đúng là khẩu vị có thay đổi nha bác. Khẩu vị của mình nó thay đổi rất là nhiều, có nghĩa là trong thời điểm đó thì hormone của mình đã thay đổi, nên là những món ăn mà mình trước giờ không ăn thường xuyên thì lúc đó mình lại thèm ăn. Mình cũng bất ngờ lắm, có thèm xài bị trưởng. Bình thường mình cũng không ăn cơm nhiều, từ lúc đó thèm ăn xài bị trưởng. Đó thì những lúc đó là cơ thể nội tiết tố của mình rất là thay đổi luôn. Lúc đó thì tuần đó thì vẫn chưa có gì nhiều, nhưng mà em lưu ý là em vẫn đi lại rất là bình thường, chứ cũng không có bị nằm một chỗ, để mà cơ thể mình nó vẫn được vận động. Thì cái triệu chứng ngán thì nó sẽ rất là đa dạng ở mỗi người, tùy vào cái sức chịu đựng của mỗi người, tùy theo cái cơ địa của mỗi người, chúng ta sẽ thấy các cái triệu chứng ngán nó sẽ khác nhau. Thì Minh Hằng là một cái người may mắn, thì chúng ta sẽ thấy rằng là các cái triệu chứng ngán nó sẽ ít. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta search trên Google ha, chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều những cái bài báo họ nói rằng là ngán nhiều thì con thông minh. Thật sự ra thì cái điều này cũng không đúng, không hẳn là đúng là như vậy, mà nó là cái giống như kiểu động viên những cái mẹ bị ngán, thì ngán vật vã rồi xong mà tự nhiên cái mình nghĩ mình ngán như vậy con mình thông minh, cái tự nhiên lắm một cái yếu tố tích cực để làm cho mình cảm thấy rằng là cái triệu chứng ngán này nó xứng đáng thôi cũng được, kiểu như là động viên tinh thần rồi, đó và là tâm động lý viên. Chứ còn không hẳn là ngán thì con thông minh không đúng như vậy. Đúng tâm lý của em luôn, lúc đó em cảm thấy em không ngán thì em chết rồi, sao mình không ngán ta? Vậy là cái thai của mình nó có mạnh khỏe hay không? Tại vì ai cũng ngán hết, mà riêng mình không ngán gì cả. Nên là cũng lo lắng, tại vì thấy ai cũng ngán ngán tới ngày đi đẻ luôn, mà mình không có vấn đề gì. Chỉ là đi tiểu nhiều quá thôi bác. Mà mình cũng là sợ bị mất nước. Tại vì cứ là uống một chút xíu vô là đi tiểu, nó chưa có kịp giữ lại gì cho cơ thể mình cả. Nên là cảm thấy là, ủa chết rồi, vậy là cơ thể của mình nó có giữ nước, nó có nuôi cơ thể mình hay không, nước nó ở trong người mình hay không, hay là chỉ vừa chút xíu thôi là lại phải đi vào toilet, vừa xíu đi lại vào toilet. Như vậy thì sao vậy bác? Hằng biết tại sao mà chúng ta đi tiểu nhiều, không phải là chúng ta đi uống nước vô là nó chảy ót ra bên ngoài đâu. Mà là như vậy nè, khi mà bình thường á thì chúng ta biết cái cấu trúc cơ thể của chúng ta là phía trước là cái bọng đái nè, phía sau là cái tử cung và phía sau nữa là cái trực tràng. Thì khi mà không có thai á thì ba cái cơ quan này nó ở kế nhau nhưng nó chả ảnh hưởng gì đến nhau cả, hàng xóm vào nhau thôi. Nhưng khi có thai, bắt đầu tử cung nó lớn lên, nó sẽ đè vô cái bọng đái hả, thì lúc này cái bọng đái nó sẽ không có thể mà căng ra được, nên có một chút xíu nước tiểu là chúng ta sẽ mắc tiểu. Đi tiểu rất là nhiều lần, tiểu lắc nhắc, tiểu nhiều lần. Và nhiều khi mới đi tiểu xong á, ta đi vô cái là mắc nữa. Đúng rồi. Đó là do tử cung nó đè vô bọng đái thôi. Mới vừa đi sang ra cái là chưa kịp dĩ chân là bắt đầu được chuẩn bị đi vô tới nơi rồi đó. Nên là rất là hoang mang, nhưng mà nghe bác sĩ giải thích thì mọi người cũng đừng hoang mang nữa ha. Không có vấn đề gì cả. Rồi, vậy nãy giờ thì Minh Hằng và Bác Hiền cũng như là đấu xương xương, và bây giờ chúng ta sẽ vô vấn đề nặng nề nha. Bây giờ sẽ là cuộc đấu tranh giữa một mẹ bầu thực chiến và một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm. Chưa gì em thấy em thua rồi bác. Chưa gì là thấy thua trắng rồi đó. Nhưng kệ, không sao, chúng ta cứ đấu, thua thì chỉnh thôi. Tuần thứ 6 thì chúng ta sẽ có cái gì? Xin mời Bác Hiền. Nãy giờ thì chúng ta thấy là bằng hạt, nửa hạt vừng nè, đúng không? Rồi tới tuần thứ 5 là bằng hạt vừng, vậy thì tuần thứ 6 là bằng gì Minh Hằng? Em sẽ tìm trong cái đống này đậu đen nè, đậu đỏ nè, và đậu xanh. Đậu đen hay đậu đỏ bác? Thật sự ra thì thấy đậu đen, đậu đỏ trong tay của Minh Hằng thì hai cái nó cũng xem nhau đó. Dạ đúng rồi.
thì... Nhưng mà cuối cùng là đậu gì bé? Nó cũng khoảng chừng bằng cái đậu đậu xanh á. Ủa, tại alo. Vì cái đậu đậu đen nào đó cùng đậu không, xanh. Nhưng mà cái đậu đen và đậu đỏ bởi vì nó có rất là nhiều cái size khác nhau thưa quý vị, nên là cái đậu xanh thì nó ít size hơn. Chúng ta thấy là cái đậu đen á, hay là đậu đỏ nhiều khi có những cái size rất là bự nữa. Nên nếu mà nói đậu đen thì nó không chính xác, nó khoảng chừng cỡ đậu xanh thôi. Em tìm được rồi. Con Miên Tập nó ác quá bác ơi. Nó cho đậu đen đậu đỏ quá trời mà nó cho đậu xanh không mấy cục. Giống như là cô Tắm á, giống như cô Tắm phải đi lựa vậy đó. Đúng nha mọi người, đúng là đậu xanh nhỏ hơn đậu đen và đậu đỏ. Đúng. Đậu xanh, nhưng mà đậu xanh nó đều hạt hơn. Đúng, chính xác. Thì ở cái giai đoạn 6 tuần á, thì nó sẽ kích thước nó khoảng chừng, nếu như trên siêu âm á, thì nó sẽ khoảng chừng từ 4 đến 7mm. Yeah. Đó, thì ở cái giai đoạn này siêu âm á, chúng ta sẽ phát hiện được, đo được cái chiều dài của phôi. À, và đo được cái tim thai luôn đó, nên chúng ta sẽ nghe bụp 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 đó lúc này. Đó là cảm giác khoái chí nhất. Đúng. Khi mà mang thai mọi người ơi, thật sự rất là thiêng liêng. Chỉ cần nghe bụp 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 là bao nhiêu cái nghén hay là bao nhiêu cái mệt, cái mọi thứ đều được trôi qua một cách rất là nhẹ nhàng. Yeah. Lúc đó bác, lúc đó mình chỉ cái chị cho em nghe thêm miếng nữa đi chị. Đúng không? Em nghĩ là chắc chắn là không có mẹ bầu nào mà có thể quên được cái cảm giác đầu tiên khi nghe nó bụp 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 bụp. Nhưng mà lúc đó mình cảm giác là ủa, con mình nó đang chạy bộ với nó hả mọi người? Sao nó nhanh quá vậy? Sao nó nhanh quá vậy bác? Đúng, đúng. Và ở cái chúng ta biết rằng là cái tim của chúng ta là khoảng chừng là 80 đến 90 lần một phút đúng không? Yeah. Thì em bé lúc này thì cái nhịp tim nó sẽ rất là nhanh, nó có thể là từ 160 đến 180 nữa. À, và cái nhân tiện nói về nhịp tim của em bé thì cũng phải lưu ý các mẹ này nè. Tôi thấy rằng là trên Google các mẹ chia sẻ với nhau rất là nhiều là nếu nhịp tim trên 140 thì là con gái, còn nếu mà dưới 140 là con trai. Và xin thưa với quý vị là cái này hoàn toàn sai nha. Bởi vì cái nhịp tim của em bé cũng như là nhịp mạch của chúng ta nó sẽ thay đổi ở mỗi cái thời điểm khác nhau. Nên ví dụ như là bác sĩ siêu âm lúc này là 160 đi, nhưng mà chỉ cần một phút sau đo lại nó nhiều khi nó còn có 140 à. Đó, nên thành ra là cái nhịp tim của thai nhi ở giai đoạn này nó sẽ thay đổi và nó không có liên quan gì đến giới tính của em bé cả. Đó. Thì lúc này á, chúng ta biết rằng là cái tử cung nó sẽ to như cái trái cầu vậy đó. À, và hồi nãy Minh Hằng có kể rằng là lúc 5 tuần là bắt đầu các cái triệu chứng đi tiểu lắc nhắc nhiều lần á. Thì ở giai đoạn này nó xuất hiện nhiều hơn bởi vì cái tử cung nó mềm và nó to như trái cầu, nó đè vô cái bọng đái nhiều hơn. À, và cái giai đoạn này á, thì là một cái giai đoạn là tim thai chắc chắn rồi. Và chúng ta sẽ lên cái kế hoạch của cái lịch khám thai tiếp theo. Và ở cái giai đoạn này, đối với những cái thai kỳ bình thường, chúng ta chưa có những cái tầm soát trước khi mà chúng ta mang thai, thì chúng ta sẽ phải làm cái xét nghiệm gọi là xét nghiệm 3 tháng đầu của thai kỳ. Mục đích để xem là chúng ta có mắc các bệnh lý gì cần điều trị hay không, chúng ta có mắc các bệnh lây truyền hay không. À, chúng ta có thể bị những cái vấn đề mà cần điều trị ví dụ như là thiếu máu hay không đó. Bởi vì là những cái giai đoạn này nếu như chúng ta có các bệnh lý thì vẫn có thể điều trị hoàn toàn là tốt và nó không ảnh hưởng đến thai. À, một cái đơn cử rất đơn giản đó là cái gì, giang mai. À, giang mai là một cái bệnh lý rất là âm thầm, nhiều khi người phụ nữ không có triệu chứng gì cả, xét nghiệm vô tình biết thôi. Nếu như ở 3 tháng đầu của thai kỳ chúng ta điều trị thì không ảnh hưởng đến thai. Nhưng nếu như mà chúng ta điều trị muộn, khi bắt đầu cái bánh nhau nó lớn rồi, tức là 4 tháng đến 5 tháng, thì cái con xoắn khuẩn giang mai nó sẽ đi vào thai và nó dẫn đến những cái giang mai bẩm sinh dị dạng cho thai nhi. Nên chúng ta ở cái giai đoạn 6 tuần này chúng ta phải làm cái xét nghiệm. Wow, đúng là hạt đậu xanh vật vả ha bác ha. Dạ. Sao em thấy tuần nào nó cũng nguy hiểm hết trơn á. Tuần này là tuần thứ 6. Đúng. Bác, nhưng mà có một điều em hỏi là nếu như tuần thứ 6 này mà các mẹ bầu mà siêu âm ra và vẫn chưa có tim thai thì sẽ như thế nào? À, thường thì ở tuần thứ 6 chúng ta sẽ siêu âm thì phải thấy được cái phôi và thấy được cái tim thai. Tuy nhiên rằng là nếu như mà chúng ta siêu âm chưa thấy á thì mà nó đã đo được cái phôi rồi thì thường là do em bé nó ngừng phát triển hay còn gọi là thai lưu. Đối với lại các bác sĩ thông thường người ta sẽ chưa có vội kết luận mà người ta sẽ chờ một tuần sau để siêu âm kiểm tra lại. Lý do tại sao mà người ta lại không có vội kết luận? Bởi vì hai lý do, thứ nhất là để chuẩn bị tâm lý cho người mẹ, không có đi khám cái xong kết luận người ta thai lưu liền thì người ta sẽ nhiều khi người ta sẽ sốc, nên người muốn cho một tuần sau để cho một cái khẳng định chắc chắn ở hai lần siêu âm. Cái thứ hai nữa để tránh nhầm lẫn, bởi vì là lúc này cái phôi hồi nãy bác Hiền nói có 4mm à,
thì 4mm nếu như mà những cái máy siêu âm mà nó hơi mờ mờ đo nó sẽ rất là khó. Nên đối với lại những cái trường hợp đó là người ta phải chờ một tuần nữa để cho nó đủ khẳng định, nó lớn hơn chút thì mình sẽ bắt được cái nhịp tốt hơn. Và nếu như mà chúng ta bắt cái nhịp mà không có đúng được cái ổ của tim thì nó cũng không ra được. Nên thành ra là người ta muốn cho hai lần để chúng ta chắc chắn. Chứ còn thông thường là 6 tuần là phải thấy được cái tim thai rồi. Wow, nhưng mà vẫn còn một chút cơ hội le lói đúng không ba? Đúng, chính xác. Ok, nên là thôi mình qua cái hạt đậu xanh này đi. Cái hạt đậu xanh này ám ảnh quá. Tiếp tục, và tuần thứ 7 là sẽ bằng quả Việt Quốc. Cầm được rồi. Rồi, bắt đầu mình vô hệ quả đúng không bác? Đúng. Nhưng vẫn còn nhỏ quá ha. Nhưng ở tuần này thì miệng, lưỡi và cũng như là khớp tay, khớp chân của bé thì đã bắt đầu phát triển. Ghê chưa mọi người? Mới tuần này thôi mà khớp tay, khớp chân đã bắt đầu phát triển rồi. Mầm tay, mầm chân đã bắt đầu hình thành, cũng như là bộ phận sinh dục của mắt hình thành luôn. Đúng. Khi mà em biết được thông tin nói trời ơi, một quả Việt Quốc lợi hại, có luôn mầm tay và mầm chân, quá đỉnh và đúng là kỳ diệu. Và đối với lại các mẹ bầu nào mà trong cái thời điểm này mà vẫn còn ngán thì chúng ta có thể bổ sung trà gừng, rồi gừng tươi, rồi bánh quy giòn, gì nữa ta, quên rồi. tuần này nhẹ, dễ thở hơn rồi đúng không á? Đúng rồi, chúng ta biết rằng là trong cái giai đoạn đầu á, dạ, là cái cơ thể của chúng ta nó từ một cái người phụ nữ không có mang thai, nội tiết bình thường, tới khi người phụ nữ mang thai bắt đầu có sự xáo trộn về nội tiết thì cái giai đoạn đầu á nó giống như cái kiểu là bỡ ngỡ vậy đó. Nên là mọi thứ nó sẽ cảm thấy nó hơi bị vật vã nhiều hơn, nhưng từ từ mọi thứ nó sẽ quen dần, nên chúng ta sẽ thấy dễ thở hơn, dễ chịu hơn. Nhưng mà ở cái giai đoạn này á thì có một cái điều mà tôi thấy là Minh Hằng may mắn không có cái đó, nhưng mà rất là nhiều mẹ có. Đó là gì đó, các bạn biết không, nội tiết bắt đầu nó tăng lên. Nó tăng lên rất là nhiều nên ở da sẽ có cái sự thay đổi. Đặc biệt là ở các cái nếp gấp, nó sẽ sạm. Và nó đôi khi có nhiều mẹ nói là giống như ở dơ vậy đó, kỳ hoài, không thấy các cái ghét ở cổ này, ở cái nếp gấp tự nhiên của tay chân này kia nọ, thì giống như là ghét lâu ngày nó đọng lại, nhưng mà thật sự ra cái đó là sắc tố của da. Đó. Cái đó là sau khi mình sinh xong là mới hết đúng không bác? Đúng, sau sanh thì nó mới hết. Chứ là nó cũng không có hết trong cái quá trình mang thai? Không, không hết. Mà phải một thời gian lâu, khoảng chừng 3-6 tháng mới hết. Wow. Đó. Còn hồi nãy Minh Hằng có nói rằng là chúng ta thấy là mầm tay, mầm chân xuất hiện, nhưng mà ở cái giai đoạn này siêu âm chưa thấy gì đâu. Ở giai đoạn này vẫn được gọi là phôi nha quý vị. 7 tuần vẫn được gọi là phôi. Nên chúng ta sẽ thấy rằng là hình hài của em bé qua cái siêu âm chưa thấy đâu. Chỉ thấy được là một cái khoảng gì đó hơi nhô ra, đúng tí xíu vậy thôi, chứ chưa gọi là thai. Vẫn được gọi là phôi. Chứ nó nhỏ xíu mà bác, nó nhỏ quá luôn. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến tuần thứ 8. Xin mời bác Hiền. Tuần thứ 8 mà trái gì bác ơi? Theo như là Minh Hằng thì là nó cỡ trái gì ta? Em nghĩ là trái cho em này kia. Tắc hả? Tắc cây dâu ta? Mâm xôi. Đúng bác? Đúng không? Mâm xôi này đi. Có giống như là bọc trứng vậy bác không? Không, cái hình dạng thì nó sẽ khác nha quý vị. Còn cái hình dạng này thì nó là một cái giống như cái kiểu phôi dâu ở lúc mà phôi ngày thứ 3 đó. Nhưng mà cái mà thai 8 tuần, ý Minh Hằng nói rằng là kích thước nó bằng ba lớn vậy nè. Chứ không phải là nó có những cái cục như vậy đâu nha mọi người. Thế Minh Hằng ở cái giai đoạn này thì Minh Hằng cảm nhận thấy cơ thể của mình như thế nào nha? Tuần thai thứ 8 cho đẹp, ông nhớ là được 2 tháng phải không bác? Đúng rồi, 2 tháng. Thì em chỉ bị cảm giác hơi khó thở. Nó sẽ hơi bị, mình thở mình lấy hơi lên, hơi mệt một chút xíu. Đi lên cầu thang này cũng có hơi mệt, nhưng mà tại vì có thể là vì thời điểm này là thời điểm em vẫn đi làm nhiều. Đó, rồi em không biết cái khó thở đó từ dậy cầu gót ra hay là do nội tiết tố. Nhưng mà em cũng chỉ bị sình bụng, nhưng mà đặc biệt lưu ý là khi mà em ăn những cái gì gọi là ngày hôm đó thì em có ăn món cà ri cua mà nó có nhiều dừa. Thì đúng là mình ăn những cái gì mà nó có dừa, chiên, dầu, rán nhiều là mình sẽ bị đầy hơn và cái bụng của mình nó sình to ra. Thì đó rất là khó chịu. Còn những cái triệu chứng thì nó vẫn là giống như những cái tuần trước thôi. Thì ở cái giai đoạn này chúng ta sẽ thấy rằng là cái hình hài của thai nhi nó sẽ rõ dần.
và qua siêu âm chúng ta sẽ thấy nó búng búng, nó có thể nhảy như là cái con tôm vậy đó, nó nhảy ở trong cái một cái bọc nước vậy đó. Thế nhưng mà cũng hình hài qua cái siêu âm thì cũng chưa rõ, mà cũng thấy nhú ra thôi. Và ở cái giai đoạn này chúng ta biết rằng là cái tử cung để mà nó có thể nuôi dưỡng cái thai suốt 9 tháng 10 ngày nó sẽ rất là mềm. Và hồi 6 tuần, hồi nãy chúng ta nói 6 tuần thì nó to bằng như trái cầu, nó tròn o do như trái cầu này. Và bắt đầu, nhưng mà tới 8 tuần thì bắt đầu nó sẽ dài lên. Nhưng chúng ta chưa có sờ thấy ở trên khớp vệ nha. Nên bạn nào mà thấy cái bụng nó bự thì cái đó là mỡ, đúng rồi, bé mỡ đó, hoặc là cái hơi thôi, chứ còn thai 8 tuần là chưa có sờ đấy đâu. Là những đứa như em á, ăn dầu chiên đồ đó nó sẽ bị sình bụng đấy, thôi đấy, đúng vậy? Rồi. Nhưng có nổi mụn cho bác. Đúng. Có, bác có nhớ là cái đợt đó là khi mà em chụp cái tiếp thuốc mà trị mụn cho bác, tại vì thực ra lúc đó là mình không phải là bị mụn cục nhiều, nhưng mà nó có mụn li ti và nó đôi khi nó có một mụn bọc rất bự. Thì lúc đó mình hoang mang mà nói chết rồi, bây giờ mình vẫn phải đi làm. Nhưng mà mình có biết được rằng là trong cái thời điểm này là thời điểm rất là nhạy cảm, mình không nên sử dụng những cái gì mà sản phẩm trị mụn hay là liên quan tới retinol, là vitamin C này kia là không được. Thế là mình hàng phải tức tốc đi tìm hiểu rất là nhiều những cái sản phẩm trị mụn đặc biệt dành cho mẹ bầu. Và một bước thứ hai đó là gửi cái tấm hình mà có tất cả những bản thành phần qua cho bác Hiền để check một lần nữa là mình có được sai hay không. Ở cái giai đoạn này thì chúng ta thấy giống như Minh Hằng chia sẻ và bác Hiền nói với quý vị là ở da thay đổi rất là nhiều. Bắt đầu là có mụn nè, bắt đầu có sạm da nè, bắt đầu da sần, da khô nè. Thì bác Hiền luôn luôn nói với quý vị rằng là có bầu vẫn phải đẹp. Đúng rồi, nên thành ra là cái chuyện mà chúng ta trang điểm hay là chúng ta chăm sóc da thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục. Tuy nhiên rằng là chúng ta cần phải cẩn trọng, ví dụ như là về điều trị là không được, hoặc là chúng ta cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ. Ví dụ như chúng ta bị những cái vấn đề mà mụn nhiều quá, hoặc là những cái viêm da tiết nhờn hay cái gì đó, thì chúng ta nên đi khám bác sĩ để bác sĩ sẽ kê thuốc nó an toàn cho người phụ nữ mang thai. Còn đối với lại cái chăm sóc da, ví dụ như là sữa rửa mặt nè, hoặc là những cái làm sạch da, tẩy tế bào chết hay là dưỡng da, dưỡng ẩm thì vẫn có thể sử dụng được. Nhưng mà em phải đổi hết dạ, đúng, các bác, những sản phẩm dành cho bà bầu đúng. Thì chúng ta sẽ sử dụng những cái mà nó thiên nhiên, nó an toàn và dưỡng ẩm và có thể vẫn trang điểm được, chứ không có phải là có bầu là không được trang điểm. Giống như một người nói là có bầu trang điểm là con vô duyên, không có đúng. Cái đó là không đúng nha quý vị. Chúng ta vẫn có thể trang điểm được, vẫn có thể chăm sóc da được, nhưng điều trị thì cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ. Thì có rất là nhiều người hỏi là khi mà mình bôi những cái dầu rạng da hay là những cái kem rạng da thì bắt đầu từ lúc nào? Thì bản thân Hằng đã bôi kem rạng da từ trước khi đặt phôi vào người luôn, 2 tháng, để giống như là cơ thể mình nó làm mềm, nó được quen với những cái chất mà dầu dưỡng á, để khi mà bụng của mình nó to lên một cách nhanh bất ngờ thì nó cơ thể của mình nó không bị da quá khô. Tại vì da mình càng khô là càng dễ rạng. Nên là Hằng cũng đã bôi những cái kem hay là dầu gì đó là trước đó 2 tháng. Chính xác. Khi mà chúng ta tăng cân nè, cái bụng chúng ta to ra nè, là nó bắt đầu nó giãn ra. Và các cái mô liên kết ở dưới da của những cái bạn nào mà cái sức đàn hồi của da nó kém thì nó sẽ bị toạc ra và nó gây ra những cái vết rách. Và cái bản chất của rạn da đó là những cái sẹo của cái vết rách ở da. Nên là chúng ta cần phải làm sao để cho cái sức đàn hồi da của nó tốt hơn. Thì chúng ta sẽ phải chăm sóc da để làm sao cho da nó dưỡng ẩm, cấp ẩm và nó có cái tăng collagen ở cái mô liên kết dưới da. Thì chúng ta phải chăm sóc suốt từ khi con gái, chứ không phải là tới khi có bầu mới bôi thì nó muộn rồi. Nên chúng ta phải chăm sóc từ khi còn trẻ, chứ không phải là tới khi có bầu mới chúng bôi. Nhưng bác sĩ dặn một cái điều nhỏ như thế này, một cái điều mà làm cho các bác sĩ siêu âm rất là khó khăn là gì? Các cái dầu bôi mà chống rạn da đó là nó có cản sóng siêu âm. Nên thành ra là khi mà chúng ta đi siêu âm á, quý vị đừng có bôi. Tại vì bôi thì bác sĩ siêu âm sẽ thấy cái hình ảnh của em bé nó không có rõ. Nên những cái ngày đi siêu âm thì đừng bôi cái kem chống rạn da. Hay quá. Em không biết này, giờ mới biết. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua tuần thứ 9. Minh Hằng có thể chia sẻ tuần thứ 9 của Minh Hằng diễn ra như thế nào không? Rồi, tuần thứ 9 thì chắc đầu tiên em sẽ phải lấy một quả đi bác ha. Ok. Tuần thứ 9 chúng ta sẽ bằng quả nho. Chiều dài là 2,3cm và cũng như là nặng 2g. Ở tuần này phôi
đã được gọi là thai nhi. Đặc điểm trên trên gương mặt của thai nhi cũng đã hình thành rất là rõ ràng, như là mắt, mũi, miệng, nói chung là nhìn ra hơi nét nét rồi đúng không bác? Đúng rồi. Bây giờ có mấy cái app nhìn để có thể nhìn ra con mình luôn rồi đó bác. Nhìn ra nét rồi. Ở trong cái giai đoạn này thì nó vẫn còn là nằm trong giai đoạn nhạy cảm. Nên là Hằng, đối với Hằng thì Hằng kiêng ăn những cái đồ mà ăn tươi sống, đồ ăn như sashimi hay hào sống, và đặc biệt là không ăn những cái đồ mà muối chua. Đúng rồi. Dạ, đó. Thì tuần này Hằng lưu ý như thế. Con không biết là bác có bổ sung gì không? Bắt đầu 9 tuần thì người ta sẽ gọi là thai chứ không gọi là phôi nữa. Bởi vì lúc này là em bé nó sẽ đã hoàn thiện. Và chúng ta siêu âm chúng ta sẽ thấy hình hài của em bé nó rõ hơn. Và chúng ta sẽ, nếu như mà siêu âm ở cái giai đoạn này á, thì đo cái kích thước của em bé đôi khi bác sĩ người ta sẽ đo rất là lâu, là bởi vì nó cứ nhảy cà tưng vậy đó. Đó, thì ở cái giai đoạn này là như vậy. Và mốc 9 tuần là một cái mốc cực kỳ quan trọng. Nếu như mà sau 9 tuần là giai đoạn thai thì chúng ta có thể hơi yên tâm một chút xíu. Và hồi nãy Minh Hằng có nói rằng là về vấn đề ăn uống và bổ sung vitamin á, thì chúng ta bổ sung vitamin thật sự ra thì nó từ trước khi mang thai là chúng ta đã nên, và đặc biệt là acid folic. Thì chúng ta bổ sung cái acid folic đó để làm gì? Để phòng ngừa cái chuyện là bất thường, hoặc là những cái sảy thai, hoặc là thai chết lưu, mà đặc biệt đó là cái hệ thần kinh và ống sống của em bé. Thì ở cái giai đoạn này nó là hoàn thiện, 9 tuần là nó đã hoàn thiện cái này rồi. Nhưng mà nó bắt đầu hình thành là từ khi là phôi nó đã bắt đầu nó hình thành cái ống sống rồi. Thì ở cái giai đoạn này nó hoàn thiện hơn. Và ngoài cái acid folic thì acid folic mình bổ sung trước khi mang thai. Còn trong thời điểm đó thì Hằng cũng có bổ sung thêm là vitamin B6, B12 cũng như là DHA. Đúng rồi. Đó. Đó. Thì cái đó là đều được chỉ định của bác sĩ. Và cái đó là mình sẽ không cần phải nhắc nhiều ha. Tại cái đó mình sẽ phải luôn bổ sung trong suốt cái quá trình thai kỳ. Và đến tăng cái 10 thứ 2, thứ 3 thì bác sĩ sẽ có thể tăng liều lượng tùy vào cái từng thời điểm và giai đoạn. Thưa quý vị, thì ở cái 9 tuần là thai rồi á, thì cái lúc này á, thì cái những cái tế bào DNA tự do của em bé nó sẽ đi qua cái bánh nhau để vào máu mẹ. Và cái lúc này á, thì chúng ta sẽ làm cái xét nghiệm là gọi là xét nghiệm NIPT hay gọi NIPT đó. Có nghĩa là lấy máu của người mẹ, lọc rửa tìm những DNA tự do của con trong máu mẹ. Qua cái xét nghiệm đó mình sẽ khảo sát được những cái bất thường về nhiễm sắc thể của em bé. Ví dụ như là các bệnh lý mình có thể phát hiện ra là bệnh Down, bệnh Edwards, bệnh Pato, hoặc là những cái thừa hay là thiếu cái nhiễm sắc thể. Và ở cái giai đoạn này thì chúng ta thấy rằng là khi mà bác sĩ đã nói rằng là qua giai đoạn thai rồi, thì các mẹ hay có cái tâm lý là đi shopping, mua sắm đồ cho con mình. Thì thường thì bác Hiền thấy rằng là các mẹ nào mà con so giống như Minh Hằng nè, bầu thì cũng phải đẹp chứ, còn phải shopping đồ bầu, shopping đồ cho em bé, có 1000 thứ mà cần phải mua mà. Nên là luôn có nhiều lý do ra mà shopping không mọi người ha. Thích lắm. Giống như hào hứng đi mua sắm các kiểu, nhưng mà xong một hồi xong rồi về á dục một đống ra không đó, vừa không nữa. Có xài. Hoặc là thì bác sĩ Hiền hay khuyên các bạn rằng là khoan hả đi mua. Bởi vì là nhiều khi á, lúc mà chúng ta cần mua nó ra những cái mới hơn, mẫu mới hơn, nên chúng ta mua sớm chi không cần thiết, mà là mua nhiều khi nó thừa ra nữa, nên thành ra là chúng ta hãy từ từ. Và ở cái giai đoạn này thì chúng ta nên là có cái chế độ nghỉ ngơi nhiều nè, và chúng ta ngủ đủ giấc để mà tránh cái tình trạng là những cái stress hoặc là gây ra những cái mệt mỏi cho người phụ nữ, hoặc là có những cái nguy cơ cho thai nhi. Ở tuần này thì hình như là Minh Hằng không có cần phải làm NIPT, tại vì mình làm IVF, đúng, thụ tinh trong ống nghiệm, nên là mình hầu như là tất cả những cái xét nghiệm đó thì mình đã làm trước khi lúc mà sinh thiết phôi rồi. Dạ, sinh thiết phôi rồi. Đúng rồi, nên là Hằng được bỏ qua khúc đó khi mà làm thụ tinh trong ống nghiệm. Vâng, thưa quý vị, thì tuần 10 thì nó sẽ khoảng chừng 40mm, thì theo Minh Hằng là nó khoảng như thế nào ta? 40 chắc là như thế này đây đó, chúng ta sẽ thấy là 40mm em bé nó sẽ khoảng như thế này. Và khi đi siêu âm lúc này chúng ta sẽ thấy rõ được các cái mầm tay, mầm chân hơn. Và chúng ta sẽ thấy nó ngoe ngoẩy. Và nước ối nó cũng khá là bắt đầu nhiều rồi. Và các cái tay, chân thì hồi nãy chúng ta nói là nó đã có xuất hiện rồi. Nhưng mà lúc này các cái ngón tay, ngón chân, rồi các móng tay, móng chân cũng sẽ xuất hiện. Tuy nhiên là đi siêu âm thì người ta cũng chỉ thấy được các cái khúc. Ví dụ như bác sĩ mà đi siêu âm ở cái giai đoạn này, bác sĩ nói là tay chân đủ. Có nghĩa là đủ ở đây có nghĩa là đủ cái khúc này nè, một khúc, hai khúc, ba khúc,
Chứ còn từng ngón tay gần ngón chân mặc dù đã thấy đã hình thành rồi nhưng mà chưa đếm được đâu. Và đôi khi nó còn có những cái màng ở giữa nữa. Nên thành ra là ở giai đoạn này thì người ta chưa đếm các cái ngón tay. Và người ta chỉ nói là tay chân đủ là đủ 3 khúc, 1, 2 và 3. Đó. Rồi, thế thì Minh Hằng mạnh dạn đoán đó là tuần thứ 10. Thì các màng tay, màng chân biến mất. Chúng ta sẽ thấy rõ các ngón tay, ngón chân đúng không bác? Đúng. Và tuần này em có đi siêu âm. Tại vì tuần này em đi siêu âm thì em thấy là em bé của mình bắt đầu là lúc đầu thì một hai nhịp đầu thì thấy dày, sau khi ngồi dày nên là em thấy rõ tất cả các ngón tay và hình như là bộ phận sinh dục thì cũng đã phát triển hơn một chút xíu. Đúng. Và lúc đó thì đã bắt đầu xuất hiện là chòi tai nè, miệng, mũi và cũng như là cái khung xương mặt đã phát triển một cách rất là rõ ràng. Đúng rồi. Đó, thì bắt đầu là búng tứ lưỡi sừ hết trơn và mỗi một giây trôi qua thì hầu như là không có chịu nằm một chỗ. Đúng rồi, ở cái giai đoạn này chúng ta sẽ thấy em bé nó nhảy nhót trong vùng vậy đó. Nhưng mà chưa cảm nhận thấy đâu nha. Ở cái giai đoạn này thì có rất là nhiều mẹ đi đến nói với bác sĩ rằng bác sĩ ơi em thấy nó thai nó đạp, thai nó nhoi. Nhưng mà thật sự ra thì cái đó là cái giống như kiểu hơi tưởng tượng ra một chút. Cái thứ hai nữa là khi có thai thì các cái nhu động ruột á, nó sẽ làm cho người mẹ thấy hơi bị có cái cảm giác vậy thôi. Đúng, chứ còn chưa có cảm nhận được bởi vì nó còn rất là bé, các cái cử động nó còn rất là nhẹ và nó qua một cái bọc nước ối nè, qua cái bọc tử cung nè, qua cái thành bụng nên thành ra là người mẹ chưa cảm nhận thấy đâu. Và em nhớ hình như là tuần này tuần 11 là em đi xét nghiệm độ mờ da gáy. Đúng rồi. Tuần 11 mấy ngày á. Đúng rồi. Cái siêu âm đo độ mờ da gáy đó là siêu âm ở tuần lễ thứ 11 cho đến tuần lễ thứ 13 cộng 6 ngày. Thì cái độ mờ da gáy đó là một cái khoảng mờ có chứa dịch ở phía sau gáy của em bé này. Và nó chỉ xuất hiện ở giai đoạn đó và sau 13 tuần cộng 6 ngày thì nó sẽ biến mất. Tại sao người ta lại phải đo cái độ mờ da gáy? Bởi vì là qua cái đó người ta có thể khảo sát được những cái bất thường của thai nhi. Em bé có một số các cái bất thường mà cái độ mờ da gáy nó sẽ dày. Ví dụ như là bị phù nhau thai trong các cái bệnh lý thiếu máu di truyền, thalassemi, hoặc là có thể bị bệnh đau, hoặc là những cái bất thường của nhiễm sắc thể, hoặc là một số các cái đột biến gen thì nó thể hiện ra bên ngoài đó là cái độ mờ da gáy nó dày. Thì được bao nhiêu được gọi là dày? Bình thường cái khoảng mờ da gáy này nó chỉ dưới 3mm, nếu mà từ 3mm trở lên được gọi là dày. Thì khi chúng ta thấy rằng là dày chúng ta phải đi khảo sát thêm, chúng ta chọc ối, chúng ta sinh thiết gây nhau để xem em bé nó có những cái bất thường gì về nhiễm sắc thể hay không. Vậy cũng có thể nói tuần này là một tuần cũng khá là vất vả. Đúng. Tại nó là một trong những giai đoạn rất là, đối với em nghĩ là nó cũng hơi đau tim. Đúng. Tại lo vì lắng. Và lo lắng. Thứ nhất là trong lúc siêu âm thì thấy bác sĩ chụp hình rất là nhiều. Quá trời hình luôn. Mình nói chết rồi, chụp nhiều vậy, con mình có vấn đề gì hả ta? Mà lúc siêu âm mình đâu có dám hỏi, mà cứ im. Bác sĩ kêu đừng có nói chuyện đâu chứ bác chụp. Mà em nhiều chuyện với em hỏi, ủa bác ơi, nó có vấn đề gì hả bác? Thấy bác chụp hình nhiều quá vậy. Thì lúc đó là thật ra là bác đang siêu âm để biết được là các không gian bé nằm rồi đo được độ mờ da gáy. Nhưng mà Hằng tin chắc là các mẹ bầu và các bậc phụ huynh thì trong cái thời điểm này thì cái thời điểm mà mọi người đều lo lắng. Tuần cột mốc khá quan trọng đúng không bác? Chính xác. Minh Hằng biết tại sao mà cái giai đoạn này người ta tính tuổi thai chính xác nhất không? Bởi vì là cái cũng như Minh Hằng chia sẻ đó là bác sĩ đo rất là nhiều tư thế và cái em bé nó phải chuẩn thì người ta mới đo được chính xác. Chứ còn nếu như mà nó co như thế này nó sẽ không đúng, mà nó ngửa ra như thế này nó sẽ không đúng. Nên ở cái giai đoạn này là tính tuổi thai chính xác nhất với độ sai số là ít nhất. Còn nếu như trước 9 tuần thì đôi khi là cái tính tuổi thai nó sẽ không có được chuẩn, bởi vì là em bé nó cong cong như này, nó hay cong cong như thế này nè. Và cái thứ hai nữa là nó nhỏ quá nên chỉ cần con trỏ nó xê xích chút xíu là ra một cái chỉ số khác. Còn ngược lại thì nếu mà lớn hơn 12 tuần, thai lớn hơn ví dụ như là 4 tháng, 5 tháng á, thì lúc đó nó sẽ phải phụ thuộc vào cái gì? Phụ thuộc vào dinh dưỡng, phụ thuộc vào chủng tộc, phụ thuộc vào di truyền của người cha, người mẹ. Ví dụ như là có người cha, người mẹ to cao thì em bé nó sẽ to nhưng người ta tưởng đâu là thai 20 tuần nhưng thực tế nó mới có 19 tuần. Đó, hoặc là những em bé bị suy dinh dưỡng thì tuổi thai thật sự nó là 21 tuần nhưng mà nó đo nó có chớm có 19 tuần Đó nên nó là chốt cái thời điểm mà tính tuổi thai và ngày dự sinh thường là người ta sẽ đo ở thời điểm 11 tuần đến 13 tuần cộng 6 ngày. Trời,
quên, hồi nãy mình nói, nãy giờ mình đang nói vấn đề của tuần thứ 11. Và tuần thứ 11 của chúng ta đó là trái mận. Chiều dài được là 41 đến 51mm và nặng 7g. Chính xác. Yeah, thuộc bài. Trái mận nha, trái mận lý lắc. Ê, nhưng mà cũng đầy lo lắng, là cột mốc rất là quan trọng đối với lại các bậc phụ huynh. Chắc chắn trái còn lại thôi bác ha. Trái chanh. Trái chanh. Đúng rồi. Lúc này chúng ta sẽ thấy là rất là nhanh phải không? Từ cái trái mận. Nhưng mà cái trái mận này sao? Không, cái trái mận này là hơi bé nha. Ủa vậy hả? Mình lấy trái mận bự bự một chút đó. Trái mận này nè, đó. Đúng không? Đó, chính xác. Đây là trái mận lúc 11 tuần và đây là cái trái chanh lúc mà 12 tuần. Cái thời điểm 12 tuần này á là cái thời điểm mà em bé hoàn thiện hoàn toàn. Hoàn thiện hoàn toàn và chúng ta biết rằng là cái giai đoạn này người ta sẽ hay cái bác sĩ hay cái kết luận đó là siêu âm á, trong cái siêu âm bác sĩ hay ghi là cái không thoát vị thành bụng. Thì cái câu đó có nghĩa là gì Hằng biết không? Dạ không, em có đọc mà em không biết. Đúng. Thì chúng ta biết rằng là trong cái giai đoạn phôi á, trong giai đoạn phôi thì cơ thể của chúng ta nó sẽ là một cái mảng phôi như thế này và nó sẽ khép dần lại. Nên thành ra chúng ta để ý trên cơ thể của cơ chúng ta là cái gì ở giữa là nó là một. Cái gì nó ở bên nó là hai. Ví dụ như là hai con mắt, hai lỗ tai nhưng mà chỉ có một cái mũi thôi, một cái miệng thôi. Hai cái phổi nhưng mà chỉ có một cái tim, hai cái thận nhưng chỉ có một cái gan, hai cái buồng trứng nhưng chỉ có một cái tử cung, hai cái tinh hoàn nhưng mà chỉ có một cái dương vật. Đó là tại vì cái sự khép của các cái phôi lại, đúng không? Khép của giai đoạn phôi. Thì nếu như mà nó dừng lại, cái cơ quan nào mà nó dừng lại ở bên thì nó sẽ là hai bên nó giống nhau. Còn nếu mà nó khép lại ở giữa thì là nó sẽ nhập lại thành một. Thì ở cái giai đoạn 12 tuần là giai đoạn khép hoàn toàn. Nếu như mà ở thời điểm 12 tuần mà chúng ta thấy chỗ nào chưa khép, như vậy là bất thường. Và cái nơi mà khép cuối cùng đó là ở rốn của em bé. Nếu như mà tới 12 tuần mà chúng ta thấy cái rốn nó không khép lại mà ruột nó nằm ở bên ngoài cái bọc rốn thì người ta gọi là thoát vị thành bụng hay là thoát vị rốn. Và có một số trường hợp nó bị bất thường, ví dụ như là ở tim nó khép lại mà nó bị hở ra bên, nó dừng lại này, thì cái tim nó nằm lòi ra ngoài lồng ngực, người ta gọi là thoát vị lồng ngực đó. Thì ở cái giai đoạn này là hoàn thiện hoàn toàn, cơ thể của em bé nó khép lại hoàn toàn đó. Và khi mà Minh Hằng có để ý là khi có thai á, bắt đầu chúng ta sẽ thấy rằng là cái trên cái bụng của chúng ta nó có cái đường đen đó. Cái đường đen đó là cái dấu tích của cái chuyện khép lại của cơ thể lúc phôi thai học đó. Nhưng mà khi có bắt đầu cái nội tiết của thai kỳ nó thay đổi á, thì cái chỗ đó nó hằn lên, chúng ta nhìn thấy rõ hơn. Thế là nếu như mà mình có cái đường đó là tốt không? Tức là cái đó là chỉ chia sẻ với Minh Hằng là cái đường khép của một con người thôi, chứ không có phải là tốt hay là xấu gì cả. Dạ không liên quan. Tuần thứ 3 thì một trái cuối cùng đó là quả chanh vàng. Tuần này thì chiều dài của bé được là 73mm và cũng như là nặng 23g. Và với tuần này thì hầu như là bé đã được phát triển và có dấu vân tai rồi, và hệ tiết niệu cũng đã phát triển. Chính vì vậy thì cái giai đoạn này thì cái nước ối chính của em bé cũng chính là nước tiểu của bé trong giai đoạn này. Nghe hơi đúng rồi. Minh Hằng biết là cái nước ối thì nó được tiết ra rất là nhiều bởi rất là nhiều nguồn. Ví dụ như là bánh nhau tiết ra nè, da của em bé tiết ra nè, rồi dây rốn tiết ra nè, màng nhau tiết ra nè. Nhưng mà ở cái giai đoạn này là cái nguồn chính đó là nước tiểu. Em hơi mất vệ sinh quá bác ha. Rồi. Đối với Hằng tuần này thì hầu như tất cả những cái triệu chứng giống như là hơi khó thở nè, sình bụng nè, chướng bụng nó đã giảm đi rất là nhiều. Cơ thể mình bắt đầu nó nhẹ nhàng hơn, nó đã quen dần và thích ứng dần với lại tất cả những cái sự thay đổi của nội tiết tố. Nhưng vẫn còn có cảm giác là khô họng, đôi khi là sẽ, nếu như mình đi di chuyển thời tiết mà hơi lạ một chút xíu là sẽ có thể dẫn đến là việc chảy máu cam, thì cũng bình thường đúng không bác? Đúng rồi. Ở cái giai đoạn này thì cái nội tiết á, nó sẽ làm cho cái niêm mạc của nhiều nơi chứ không phải là chỉ ở hầu họng đâu. Ở âm đạo cũng tăng sinh mạch máu, phù nề, tiết dịch nhiều. Ở vùng hầu họng, tai, mũi họng nó cũng làm cho nó bị phù nề, nó bị khô. Nên á, những cái triệu chứng ví dụ như là ù tai nè,
ví dụ như chảy máu cam nè, ví dụ như là khô mũi nè, hắt xì nè, hoặc là dễ bị các cái bệnh lý đường hô hấp em trên. Em hay bị hắt xì, ui rồi ôi, mỗi lần em hắt xì là em cảm thấy là tất cả cái dây chằng của mình nó bị căng ra, nhưng đúng mà không? Nó có ảnh hưởng như tới em bé không ạ? À, không có vấn đề gì cả, nhưng mà chúng ta nếu như có triệu chứng thì chúng ta cũng cứ nói với bác sĩ để cho những cái thuốc, hoặc là chúng ta uống những cái uống nước nhiều nè để giảm những cái tình trạng như vậy. Và cũng có một cái điều mà em rất là quan tâm, đó là mọi người hay nói nhiều về trong cái thời điểm này là thời điểm vẫn nằm trong tam cá nguyệt thứ nhất. Đúng. Thì mình không cần phải bổ sung thêm canxi và sắt đúng không bác? Nói chung là khi mà mình uống một cái viên vitamin tổng hợp thì hầu như ra đã đủ cho cái kỳ tam cá nguyệt thứ nhất. Và đến kỳ tam cá nguyệt thứ hai thì chúng ta mới cần bổ sung cái lượng canxi lên đến bao nhiêu là đủ ạ? À, thường ở trong cái giai đoạn đầu thì cái lượng canxi nó khoảng chừng 1.000 đến 1.500. Và trong cái thức ăn, nếu như 1.000 thì trong thức ăn hàng ngày chúng ta đôi khi chúng ta đã đủ rồi. Ví dụ như trong sữa nè, trong các cái hải sản nè, trong các cái rau cũng có nữa, phô mai thì chúng ta đã có cái canxi. Nếu như mà chúng ta có triệu chứng thì chúng ta có thể bổ sung thêm. Nhưng mà ở cái giai đoạn bắt đầu bước qua tam cá nguyệt thứ hai, tức là sau 12 tuần, 13 tuần á, thì chúng ta sẽ cần phải bổ sung, bởi vì nhu cầu nó tăng lên 1.500 đến 2.000mg mỗi ngày. Nên cái chuyện mà dinh dưỡng hàng ngày đôi khi không đủ đâu. Thế thì trong tam cá nguyệt đầu tiên thì chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng là bổ sung thêm nhiều canxi và sắt nha. Chúng ta cũng thể ăn uống một cách đầy đủ. Hằng thấy là về cái chế độ dinh dưỡng thì hầu như mọi người cũng đã biết cách lưu ý và lưu tâm rất là nhiều. Và chỉ cảm thấy là chỉ có dư thôi chứ cũng không có thiếu. Nên là mình cũng không cần phải bổ sung, đúng không bác? Nãy giờ Minh Hằng và bác Hiền đã bổ sung sơ sơ qua điểm qua tất cả những cái điều lưu ý trong từng tuần đối với sự phát triển của thai nhi, cũng như là những lưu ý dành cho mẹ bầu. Và bây giờ chúng ta có thể tổng kết lại, đó là vitamin chúng ta luôn bổ sung, và bổ sung trước khi có ý định mang thai. Thai đến một cách bất ngờ thì chúng ta sẽ phải lưu ý tìm hiểu tất cả những cái thông tin để tiêm vaccine và bổ sung vitamin theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Còn gì lưu ý nữa không bác? Và tuần quan trọng đó là tuần thứ 9 là xét nghiệm NIPT, và tuần thứ 11 và chúng ta sẽ siêu âm độ mờ da gáy, là hai tuần quan trọng nhất trong cái tam cá nguyệt đầu tiên. Đúng. Và chúng ta lưu ý rằng là tam cá nguyệt đầu tiên là một cái giai đoạn mà rất là nhạy cảm, dễ xảy ra những bất trắc, ví dụ như là sảy thai, thai lưu, khi bất cứ một tác động gì hoặc là uống thuốc hoặc các bệnh lý, chúng ta cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ chứ không nên tự ý đi mua thuốc hoặc là tự ý đi chụp phim X quang, hay là ăn uống, ngay cả những cái dinh dưỡng cũng vậy. Ăn uống đôi khi chúng ta cũng phải cần phải vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh những cái tác động từ môi trường bên ngoài có thể ảnh hưởng đến cái sự phát triển của em bé và gây ra dị tật cho thai nhi. Và trong tập tiếp theo thì Minh Hằng và bác Hiền sẽ chia sẻ tất tần tật những thông tin về tam cá nguyệt thứ hai, cũng là một tam cá nguyệt quan trọng, nhưng mà Minh Hằng nghĩ đó là một trong những tam cá nguyệt thoải mái nhất của mẹ bầu. Đúng rồi. Vì thứ nhất là mình đã sẽ không còn nghén nữa, thứ hai là mình có thể đi tung tăng đi chơi. Rồi thứ ba nó là gì đó? Cảm nhận được cái thai của mình. Đúng rồi, cảm nhận của cái bào thai của mình, để có thể tìm thấy được cái sự kết nối của con. Và rất là mong mọi người sẽ đón chờ series các kỳ tâm cá nguyệt, và rất là mong mọi người sẽ yêu thích những cái chủ đề này, vì đây là một trong những cái điều mà Minh Hằng và bác Hiền rất là mong muốn mang đến nhiều cái giá trị cũng như là những cái thông tin bổ ích cho tất cả mẹ bầu. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.